Gì? Con muốn gì? Con muốn gì? Làm gì? Làm gì? Trời ơi, cái đầu bù tóc rối hả? Con quẹt tóc kìa. Ủa gì đâu vậy? Đâu nó hoài vậy? Con muốn cúp xuống rồi sao nó hoài vậy? Chị, con lụm mấy cái khăn lên coi chị. Lụm cái khăn lên cho mẹ coi. Con muốn gì con? Trời đất ơi, giờ lấy cái cây ra chơi. Cái này nè, cái này chơi đó là ta nói là sóc dầm vô cái tay là thấy bà nè. Ồ ồ. Trời ơi sao quần áo gì dục tùm lum vậy cháy? Trời ơi trời. Cái nhà chưa đủ bề bộn sao cháy? Hả? Đừng đừng con ơi, con làm con. Trời ơi trời. Con mẹ sinh con. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Con ơi con, đừng. Cái này nó sóc cái dầm, cái này phải có sóc. Trời đất ơi. Bê bê. Không biết à, đây, đây nè, biết cái này để làm gì không? Biết cái này để làm gì không? Đây nè, đây đây, đưa đây. Đưa đây làm chưa? Hồi đó mà cái cây này mà ông ngoại quýnh mẹ một lần là quýnh ba cái cây này nè nhập lại đi chay. Chay. Chay chay. No. Ê. Giỡn mặt nha. Nha. Không có giỡn gì mẹ kiểu đó nghe chưa? Con cho mẹ mượn được không? No. No hả? Còn có xì móc kinh không? Có không? Có luôn hả? Quýnh cái con chay một cây nè. Quýnh con chay hai cây nè. Quýnh cái con chay ba cây nè. Quýnh bốn cây nè. Quýnh năm cây nè. Nằm xuống. Nè bây giờ nằm xuống nè. Nằm xuống mày quýnh nè. Nằm xuống. Lăn qua. Rồi nằm xuống đưa đít nha. Rồi. Nè cái tay này phải để đây. Đúng rồi. Rồi ra bây giờ chay lì nè quýnh nè. Nè quýnh nè. Rồi nằm xuống. Nằm xuống nè. Quýnh nè. Quýnh cái đít nè. Quýnh nè. Lì không? Quýnh nè. Cái năm đứa đến qua mẹ quýnh, đứa đến qua mẹ quýnh. No. Quýnh no ta cũng quýnh luôn. No ta cũng quýnh luôn. No gì mà no. À, đưa cái đít đây. Có lì không? Xè tay ra mẹ quýnh. Xè tay ra, đúng rồi, xè tay ra là bị quýnh nè. Nữa xè ra. Xè ra là bị quýnh nè. Nữa không? Nữa không? Đưa đây. Quýnh chỗ nào nữa? Giờ muốn quýnh chỗ nào? Quýnh chân phải không? Xè chân. Nó xè chân nè. Xè chân là bị quýnh nè. Đau không? Nữa không? Nữa là bị quýnh nè. Vui không? Vui không? Vui. Vui nữa không? Quýnh ngay chỗ này hả? Đưa đây. Quýnh ngay chỗ này. Vui không? Nữa không? Nữa nha. Nằm, đưa đít xuống mà quýnh. Thôi con ơi, cái này sốc chết rồi con ơi, không được đâu. Thấy mẹ mới nói chưa? Thôi, đưa đây, trả. Cái này lục ở đâu ra đây, baby? Buồn, ê, cái này có cái gì nè? Cái gì á? Ê, cái này đồ ăn của Lucky đó. Nè, throw it away, please. Rồi, ba tất rồi. Con có thể nào lấy cho mẹ miếng nước uống được không con? Please. Nè, con lấy cho mẹ chai nước đi con. Con làm gì á? Lấy cho mẹ chai nước uống đi, chai nước đằng sau lưng con kìa. Please, lấy cho mẹ miếng nước uống đi con. Wow, cô chú thấy chưa? Oh, thank you. Uh-huh, để chứ trời. Gì? Chế vô miếng nước uống hả? Cái đó đồ chơi mà, đâu uống được. Đây nè, mẹ cho uống miếng nè. Không muốn hả? Cho vô đó làm chi? Xí thân nha. Rồi. Trời ơi, con uống đi. Uống cái kiểu gì lạ lùng vậy chay? Hả chay? Ngon không? Trời, uống hết. Nữa hả? Nữa hả? Dạ. Con nói mẹ. Dạ. Cho. Dạ. Con. Dạ. Con. Dạ. Miếng. Miếng đi. Miếng. Nước. Ừ. Rồi. Đàng hoàng nha, có chân đổ nha. Rồi vô, 1, 2, 3, vô.
Rất mời những chén chua cay này. Uống từ từ thôi. Nữa không? Con nói dạ nữa. Nha. Dạ nữa. Nha. Dạ nữa. Nha. Ừ. Thẳng lên, thẳng lên. Rồi. 1, 2, 3. Trời, nó vô hồi cho tôi uống hết chai nước này luôn quá. Nữa không? Ui trời ơi, dữ quá. Nữa không? Dạ. Ngon không? Dạ. Ngon hả? Rồi đây, đây, đây. Ok, vô. Vô, 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 vô. Chưa. Trời ơi, chưa kịp vô. Rồi vô, vô nha, vô nha. Chờ mẹ vô nha. Rồi vô. Vô. Đã không? Đã không? Đã không? Đã không? Phê không? Phê không? Phê. Phê. Bê bê. Bê bê. Nè, nữa nè bê bê. Rồi, vô. Yeah. Rồi, vậy là hai mẹ con có bạn nhậu với nhau rồi cô chú. Buồn buồn lo lâu dây ra nhậu chơi. À. Rồi, hết rồi. Hết rồi bê bê. Hết rồi biết làm gì không? Cái chai đi dùng đem gõ đầu. Bum. Hết nước rồi. Mà hết nước, mấy chai nước này là dùng để làm gì không? Cô nhìn cái chai nè. Hết nước rồi, gõ cái đầu cái bum. Bum. Trời ơi, nó lại đang nói nó lấy chai nước nữa. Coi được không? Nữa hả? Rồi đi quanh kia đứng. Rồi mượn rượu giải sầu nè cô chú. Đó. Nữa không? Dạ. Cười cái ca cây. Cười cái ca cây. Cười chi cái ca cây. Chị đi. Muốn không? Cười cái cây. Kéo rồi tóc lên đây. Rồi, rồi. Uống nè, đây nè, uống nè, uống nè. Cười cái cây. Sao, 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 sám là vô. Vô. Uống này. No chưa? No. Nữa hả? Nữa không? Dạ. Ngán chưa? Dạ. Nói gì trời. Nữa không? Dạ. Nữa không? Rồi nữa cho xí tao nghe chú hồi bé bụng đó. Cười 1, 2, 3. Dạ. Vô. Hai mẹ con uống rượu nãy giờ. Uống rượu chứ. Uống dạ. Đổ nước kìa. Đó, thấy chưa? Đi lấy cái khăn lau nước. Đi, đi lấy cái khăn lau nước nè. Để mày lấy cái khăn cho lau nước nè. Rồi. Đây nè. Cái khăn giấy lau nước nè, khăn giấy lau nước đi. Lau đi. Đúng rồi, mình làm gì là mình phải biết lau. Cô chú thấy chưa? Cô chú thấy em bé của chúng ta chưa? Đâu phải em bé, ta người lớn rồi, giờ ta biết, người ta biết lau nhà, rửa nhà, có vậy mẹ nhờ rồi đó chứ. Sạch chưa? Sạch. Sạch đúng rồi, giỏi quá. Ui da. Sạch rồi hả? Sạch. Đi đâm dục thùng rác, đi đem ra dục thùng rác. Cầm cái chai đi dùng rác luôn nè, đi. Đây nè, đây nè, chai này nè. Dùng rác luôn. Rồi dùng đi. Mở lên dùng. Đúng rồi. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Đây nè, đây nè, xuống quýt hết. Dùng đây nè, xuống quýt hết. Dùng vô, dùng vô. Oh my god, good job JD. Ok, done. Go, go wash your hand. Yeah, go wash your hand please. Rồi, go wash your hand. Đứng lên. Đứng lên sao? Đứng lên cái bậc này, đứng lên cái bậc này nè. Đây 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 đây. Cái bậc đó. Gì? Đây đi wash hand nè. Red. Ngon con nói nè, red. Bread. No baby, don't teach her that word. Okay, rice. What's this? Brown. Baby, teach her rice, not brown. Bread. Brown. Màu đó màu gì? You said not bread, rice. What? She said bread, red and brown together is bread. That's what she said. I said, which one is it? And she didn't know which one it is, so she said both of them at the same time. JD, say red. Bread. JD, màu đỏ đâu? Cô chỉ mày coi màu đỏ đâu? Đỏ. Đỏ bread. Đâu? Bread. Red. Red, brown. Brown. Yes, brown.
Good job. Brown. Brown, yeah. Bà đọc nó đều đọc đều. Brown. Bà này mới quốc bà đọc tiếng Anh bà đọc đều lắm nè. Pink. Pink. Đây nè. Cho ngoài coi nè. Blue. Blue. Pink. Pink. Đó. Rồi con đọc coi green. Đọc green coi green. 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 Good rồi job. Blue. Blue. Đọc blue đi con. Blue. Blue. Không đọc như nè. Blue. Đọc. Chị đi đọc coi chị đi. Đọc coi. Đọc blue. 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 Balloon. Brown and red. Brown and red. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z A B baby A B C Next time won't you see me with me? Rồi, 1 2 3 4 Tiếp theo 6 7 8 Tiếp theo 9 Thêm gì? Đọc lại coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đưa chào dây đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh, you don't want to say it? Nói rồi. Why don't you want to say it, Jelly? Yay. Yay. Có trò chơi mới à. Bây giờ trò chơi này vậy đó hả? Chay mà mốt lớn lên khéo tay lắm nè, ăn rồi cứ xương rồi cứ vẽ rồi cứ ấy không hả? Chay đi. Con nói đi. Brown. Đúng rồi. Brown. Red. Red. Đúng rồi. Brown đâu? Brown. Đúng rồi. Red đâu? Red đâu? Red. Đúng rồi. Red. Pink đâu? Baby, show her shirt. Her shirt pink. Is pink. 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 Đúng rồi. Cái áo con là pink á. Pink. Tóc chay màu gì ta? Tóc đâu? Head, đúng rồi, shoulder, knees and toes, knees and toes. Mũi đâu, chị mẹ coi mũi đâu? Mũi đâu, mũi dây đâu? Đúng rồi, miệng đâu? Miệng, đúng rồi. Răng đâu, răng? Đúng rồi, mắt đâu? Mắt đâu? Đúng rồi, good job. Bây giờ nè, lỗ tai đâu, cái lỗ tai để nghe đâu chỉ mày coi cái lỗ tai để nghe đâu JD where are your ears good job JD what about here cái này what about your tongue where's your tongue good job JD aww cái đó là cái lưỡi à con lê lưỡi ra đúng rồi lưỡi là gì tongue phải không tay đâu giơ tay lên đúng rồi chân đâu giơ chân lên chân giơ chân lên trời ơi giỏi quá em đứng ngay nè đây nè bây giờ nè chay cái ngón tay đâu fingers ngón tay đúng rồi còn gì nữa ta đây nè cái bụng chay đâu chỉ mày coi bụng đâu cái rúng đâu chỉ mẹ coi kéo rúng ra coi kéo rúng lên mẹ coi cái rúng đâu thôi bây giờ là hết chú ý mẹ rồi con chú ơi hết chú ý rồi rúng đâu chỉ coi chỉ rúng rồi dỡ cái rỡ cái rúng lên coi
Dạ đúng đâu đúng ra. Giỏi dữ người ta. Rồi, tới công viên. Grab the ball. Okay. All right, baby. Hey, baby. I hit your toes. Trời ơi, nãy giờ tôi cầm tôi quay quay không mấy tôi đi là trúng cây cột rồi thấy không? Công viên bữa nay không có một đứa con nít nào. Thôi vậy được á. Một mình chơi chơi đi cho nó khỏe. Đó thì cũng như cái câu chuyện mà về cái trường học mà Ngọc nói với các bạn là cho chay vô đây đi chơi trước khi đi gặp cô giáo đó. Đó mới sao để gặp cô giáo cái mình hỏi mình để mình nói cô cho con xin copy bài cái ngày xưa con vô đây con xuống chơi nè cô nhớ không? Xàm dễ xài xàm hả chay hả? Đó đó nó nhìn vô nó kiếm cô giáo đó hỏi cô giáo ra đi con tới rồi nè. That's gonna be your school soon. Yeah. It's very soon in 5 years. No, 4 years. 4 or 5. I think 4, but maybe 3, because they might have like a preschool option. No, I think they have, no, only like a... Ready? Đó, bây giờ hai cha con chơi bóng gỗ quá nha cô chú. One. JD, where are you going? Không có chơi bóng gỗ quá. JD, slow down. Slow down. JD, don't con thải run. Banh vô đi, thải banh vô gỗ đi con. JD, don't run. Chơi coi ba nè. Đi đâu á? Nó thấy cái con gì đang bay lên á, cái nó giơ tay lên nó đầu bắt đó. Giống như là đang muốn hái hoa bắt bướm đó. Từ từ thôi. Đó, chay đang chỉ về phía có cái cầu thang. Chay từng bước. Bước lên. Bước thứ nhất. Chay đã thành công. Bước thứ hai thành công luôn. Bước thứ ba lên luôn bồ ơi. Tới luôn. Lái đi. Happy birthday to Chay Sky. Hồi xưa giờ happy birthday. Ngồi dính tóc rồi hả? Lẹ lên. Wow. Dính tóc rồi hả? Bỏ xuống. Ủa không cần có bông hả? Trời ơi, có nó làm tôi quê một cục không? Nó làm tôi quê dễ sợ quê chưa? Việt Nam quê là khó quê nha. Mà quê vẫn còn quê sơ sơ đó. Wow. Đi kiếm lá kỳ đi kiếm lá kỳ đi, coi lá kỳ đâu rồi. Đó, thấy chưa, kiếm lá kỳ nó ngồi dưới bụi rậm, thường lá kỳ ngang ngồi chỗ đó. Chay, làm gì vậy chay? Nữa, đi qua nhà ta nữa. Mệt rồi đó, mày đi qua đây, mày đi qua đi ra đi vô, ra vô đi ra về là mẹ mệt rồi đó chay. Mệt rồi đó, mệt lắm luôn á. Nó nhớ bà đi lâu rồi, sẽ đảm bảo luôn á. Đó, thấy chưa? Cô chú thấy chưa? Ở nước 11, nước Mỹ xa xôi có một đứa rình trộm vô nhà người ta. Người ta không có nhà mà nó đòi mở cửa vô, coi nó có ngồi kìa. Mà vô biết vô làm gì chồng không? Vô ngọn vẽ. Nó thích vẽ đồ chồng. Ở nhà có đồ vẽ nó không chịu vẽ. Chạy đi. Về thôi con. Làm sao? Rồi đó, em bé đã mệt mỏi. Sau một hồi rình rập, nhìn qua trái, nhìn qua phải, em bé đã mệt mỏi và em bé ngồi bệt xuống đất. Cởi cái
cái gì đó, cái này gọi là gì của anh ta, cái ống nhòm. Ống nhòm hay ống nhìn gì tùy theo ý thích của cô chú muốn gọi. Và em bé tiếng giống ba về dữ người ta. Cái tiếng giống ba về dữ người ta. Daddy's home, JD. You got binoculars? Trời ơi, nó nhìn ba nó kìa. Coi coi, nó nhìn ba nó kìa. Nó thấy ba về lấy ra nhìn ba nó kìa. Chạy về lẹ lên, ba về kìa, lẹ lên. Bố đâu tự nhiên ba có chiếc xe đó rồi chạy. Where did you get the wagon out there? Huh? Carport. Yeah. Yeah, I took the garbage out this morning. Oh, you did? Rồi đi về đi con. Về nhà chơi với ba đi con. Chơi với ba chút rồi đi chơi. Lẹ lên. Đi chơi không? Đi car show nữa không? Hay là con với mẹ, con với ba đi thôi, đi cho mẹ ở nhà đi được không? Mẹ từ sáng giờ là mẹ cũng mệt dữ lắm rồi đó chay. Từ sáng giờ cái miệng mẹ nói không nghỉ ngơi là mẹ mệt lắm rồi đó. Kéo da non rồi. Giờ mẹ cho mẹ nhờ ngồi ở nhà, mẹ ngồi mẹ dạy. Baby, did you light a sparkler inside the house? Yes, I did. I can smell it. Okay. So... Bad girl. Trời ơi trời. Ủa con đóng cửa lại, con không cho mẹ vô hả? Hả? Con không cho mẹ vô? Con cái mặn kìa. Trời đất ơi. Rồi, cho cái camera nè, tự làm vlog đi. Đó, tự làm vlog đi, tự nói chuyện với mình đi. Nói xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Jay đang ngồi đếm dây thun. Còn ngồi kìa, trời. Đeo nhẫn vô ngồi duyên dáng nè. Sao? Chạy đi, what color? What color is this? Màu gì? No. No purple. What color? Blue. Blue. Good job, JD. What color is this? Purple. No, it's not purple. Red. Red. No, not green. Red. What color is this? What color is this? Blue. 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 What color is this? Màu gì? Red. Red. Sao không nhớ vậy hả? Hả? Não cá vàng luôn hay gì đây? Màu gì đây? Màu gì? Nổ. Màu gì nhớ coi. Cái mặt nhớ đó, cái mặt đang nhớ đó. Đúng rồi. Yeah. What color is this? What color is this? Màu này màu gì? Màu gì? Màu gì con nói đi con. No. Màu gì? Con mới vừa nói đó. Màu gì? Màu gì? Cái mũi chay màu gì đây? Wow. Để mẹ nhìn mẹ coi, nhìn mẹ coi, nhìn mẹ mới cho cô chú coi coi. Wow, cái mũi này màu gì? Blue. Gắn mũi lên lại, gắn mũi lên lại. Gắn mũi lên lại. Ủa sao nãy dính mà giờ hết dính rồi? Ây da. Ui da. Cái đôi chơi cái đôi dép con màu gì? Màu gì? Pink. Chạy đi. What color is this? Pink. Exactly. White. Con nói đi. America. Ai say hi ai? Trời ơi, nó mở cửa ra chạy ra say hi ai kìa. À trời, bạn ờ, biết bạn chạy ra kiếm bạn kìa. Thôi đi, người ta đã không thấy mình rồi thì mình giả vờ như mình không thấy luôn đi chay. Tại sao con lại thân thiện đến như vậy? Con kéo cửa ra, con đi chạy đi, đừng say hi người ta. Chạy đi. Trời ơi, nó thấy mày, nó thấy my friend đó. Coi kìa, đó. Trời ơi, coi được không? À không phải, nó không phải, tưởng nó ra say hi my friend, ra say hi anh chó. That's Sarah. Trời ơi, được rồi, thôi cuối cùng nó dí theo rồi, nó dí theo em. Con bé mặc đồ màu hồng rồi.
Đà nó là anh chị ba nó là đa đa của nó đó. Thôi bye bye bạn đi con, chơi đi. Đừng níu kéo, một khi bạn đã không muốn chơi với chúng ta thì chúng ta đừng níu kéo, quay đầu là bờ đi con. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, nó vẫn còn níu kéo. Hai đứa này chắc bằng sáng nhau quá. Một hồi dí theo bạn, bạn không chơi, chơi nằm ở dưới kia, dưới gối, ghế, dưới cỏ luôn. Mà cô chú biết bạn đó bao nhiêu tháng không? Bạn đó 17 tháng, rồi cô chú biết chơi như tháng không? Chơi 21 tháng, rồi cô chú nhìn chơi bự ghê chưa? Chơi nhỏ hơn cái bạn đó nữa. Oh my god. Đi con, đi về con, đi. Đừng có theo bạn đó làm chi, đi về. Quá lì nghe chơi. Đi về chơi với ba kìa. Tự nhiên cái thấy người ta cái xông cửa đi ra, sao coi được không? Nếu mà không có mẹ đó thì con xông cửa đi ra rồi, ai là người dắt con về? Hả? Từ giờ về sao không có được làm như vậy nữa nghe chưa? Đừng có đi vòng vòng mới có sau này dễ có bé Na lắm á. Thiệt luôn á. Bé Na mà mấy bé Na này không phải bé Na màu đen đâu, bé Na này bé Na màu xanh. Trời coi con người ta 17 tháng rồi, con người ta cao dễ sợ không cao hơn nó nữa. Nó 21 tháng nè. Tại vì lúc nào chị quay chay cũng quay một mình đó, nên cô chú sẽ không thấy được là chay bự như thế nào. Khi mà có một đứa con nít nào đứng kế bên chay thì cô chú mới thấy được. Chay chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi cô chú. Đứng lên. Đi đường này. Đừng có. Con làm gì vậy? Sao con ngồi? Mẹ nói con là hạt cát trong sa mạc con buồn quá hả? Mẹ sassy con nha. Dơ. Thôi đi đường kia. Chạy à. Đi đường kia. Cậu bà ngồi kìa. Cậu bà ngồi tướng bà kìa. Nhìn y như. Vậy. Hửi bông đi. Wow, nó đang wow. Mày vô nhà người ta làm chi? Ui. Nó wow. Nhà nhiều đá quá trời hả? Chắc cô chú này bị ném đá dữ lắm nè, hàng chi nhà vô xung quanh nhà toàn đá không à. Rồi sẵn là cái ném đá nhiều quá làm gì hả? Sắp vô xây nhà chứ đâu làm gì. Nhà này gia đình này chắc cũng mang tiếng tai tiếng đùi lắm nè. Ngọc cũng sợ Ngọc luôn rồi đó. Thấy không? Nguyên bãi đá là kia rồi, thấy không? Bị ném nhiều quá. Mà chay là cái kiến trúc sư nên chay thấy là đá là cái xây kiểu này là không đúng rồi, nên chay lại chay gom lại chay xây kiểu khác. Đó, chay xây vậy đó. Đi tao đã đi qua nhà, tao đi lại tự xây nhà mình luôn vậy vậy. Trời ơi đó, trời đất ơi. Nó bỏ lên miệng đó cô chú. Đó, nó xong nó xây xong nó bỏ đi thôi được không? Người ta tới đây. Ủa đâu mất tiêu rồi.